Rồi cái việc là hồi hướng phước là có cần đọc ra tiếng hay không? Thì hồi hướng phước phải đọc ra tiếng, phải đọc ra tiếng. Tại vì trong tâm của mình, xin thưa với quý vị là có bao nhiêu chúng sanh chịu đọc tâm của quý vị? Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì thường ngày cái tâm của mình ác nhiều hơn thiện, xin thưa, ác nhiều hơn thiện. Những cái loài mà phi nhân, những cái hàng chư thiên mà họ có khả năng đọc tâm đó, họ đọc, họ nhìn cái tâm của mình đó, họ nhìn họ quải lắm quý vị. Đọc một cái tâm phàm phu mà ác nhiều hơn thiện đó, họ không muốn đọc nữa. Đó. Thì thành ra nếu mà quý vị hồi hướng ở trong tâm đó, thì họ cũng sẽ bỏ bỏ lỡ, họ không biết. Bởi vì ngày thường mình sống bằng tâm bất thiện là rất nhiều. Thành ra họ không rảnh để họ đọc tâm của mình đâu. Cho nên khi hồi hướng thì phải đọc ra tiếng. Trong tất cả các kinh tạng mà sư được biết, lẫn với chú giải mà sư được biết, thì hầu hết là nói đến cái việc khi hồi hướng là họ hồi hướng bằng lời, chứ họ không có hồi hướng ở trong tâm, trong tâm. Ha?